Việt Nam này và cho toàn dân đang lắm thương đau. Nguyện đem thái bình êm ấm về đây. Phút đầu tiên, người thương dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Có được thì hãy nên trân trọng nhau. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ xuất hiện và thổi một luồng sinh khí mới vào làng tăng nhạc Việt Nam ngay từ thập niên năm 1950. Cũng có thể nói, ông chính là người đặt nền móng cho những dòng nhạc vàng mà khiến khán giả yêu nhạc vẫn đam mê cho đến ngày nay. Trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã để lại cho đời nhiều tiệt khúc bất hủ, tiêu biểu như Túp Liều Lý Tưởng, Đường Xưa Lối Cũ, Phút Đầu Tiên, hoặc những tiệt phẩm quê hương như Rước Tình Về Với Quê Hương, Trăng Rụng Xuống Cầu. Ca khúc Phút Đầu Tiên có thể không là ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ở thời điểm hiện tại, bởi nó đang nói lên một tình bạn, tình tri kỷ gắn kết dài lâu, chứ không ngọt ngào tình cảm như tình yêu trai gái. Nhưng nó chính là một trong những tiệt khúc về tình đồng đội của nhạc sĩ và được rất nhiều khán thính giả yêu thích từ trước năm 1975. Bài hát được sáng tác vào năm 1959. Phút Đầu Tiên nhanh chóng được người yêu nhạc đón nhận, đặc biệt là những người lính thời xưa. Nơi chiến trường đầy nguy hiểm, họ không được về thăm gia đình thường xuyên, cũng chẳng dám yêu đương khi không biết tương lai mình như thế nào. Họ chỉ có thể là những người bạn và là người tri kỷ gắn bó sớm hôm. Nhưng sau cùng vẫn bị chia cắt mà không biết đến khi nào đôi bạn được gặp lại nhau khi kẻ đồng bằng người cao nguyên. Một người đến từ đồng quê, một người đến từ miền cát trắng. Hai con người, hai nẻo đường của đất nước, nhưng vô tình gặp nhau rồi thành tri kỷ, gặp nhau mùa chinh chiến, gặp nhau nơi núi rừng hiểm trở thở thăng chinh, rồi đồng hành cùng nhau trên muôn vạn nẻo hành quân. Từ giây phút đầu tiên đã trở nên thân thiết, lưu luyến chẳng rời, như người bà con gần lâu ngày gặp lại. Nhưng đất nước yên bình rồi, người người cũng vui vẻ cùng niềm vui chung của đất nước, đôi ta cũng chia cắt hai nẻo đường quê hương, biết đến bao giờ mới có dịp hạnh ngộ. Cuộc đời vô thường thật, cuộc sống cũng muôn hình vạn trạng, và cảm xúc của con người chúng ta cũng thế, cũng biến đổi muôn trùng. Ngoài cái gọi là tình yêu, chúng ta vẫn còn có tình bạn, tình thân và một cái thiêng liêng hơn, được tổ hợp từ ba yếu tố ấy, chính là tri kỷ. Tình là được xếp bởi chữ duyên, tình nghĩa đôi người cũng như thế, chứ phải vì chuyện tình cảm lứa đôi. Ta có thể có nhiều bạn, quen thêm được vài người yêu, nhưng trên đời làm gì có nhiều tri kỷ đến vậy. Họ là người ta có thể thoải mái tâm sự như một người bạn thân, đôi lúc cũng có thể tự do mà thể hiện sự lãng mạn của mình, hay là nơi ta tìm về sau những lần vấp ngã như với người thân. Đôi khi giữa hai người yêu nhau vẫn còn đôi điều bí mật hoặc đòi hỏi khoảng không gian riêng tư, nhưng với tri kỷ thì lại hiểu nhau đến từng chăn tơ kẻ tóc. Một điếu thuốc bắt đầu cho một mối quan hệ. Một người tri kỷ cùng âm thầm than thở chuyện đắng cay. Đôi người họ đã đồng hành, đã bên nhau những lúc khó khăn, cũng như vui vẻ đã cùng nhau ngắm nhìn đất trời bao la mà tâm sự cùng muôn vàn ánh sao lấp lánh. Cùng cao chặt đôi mày khi có điều khó hiểu, và cũng giải quyết vấn đề nan giải với nhau. Họ đã không còn đơn thuần là bạn thân, họ xem nhau là gia đình, xem nhau là một phần của cuộc sống. Họ là tri kỷ của nhau. Lúc tâm tình rối ren, họ chỉ cần một cái ôm ấm áp, một cái siết tay thật chặt của đối phương, thì dường như mọi chuyện đều được giải quyết. Nhưng giờ hai con người hiểu nhau như chính mình, lại rời xa mỗi người mỗi ngã, chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đôi ta chừ mà gặp nhau đây. Một câu cảm thán về khoảng thời gian không xác định, một nỗi lòng cất giấu chưa biết tỏ cùng ai. Thăng mang nghĩa vụ, người trai thế hệ ấy làm sao có thể phủi bỏ trách nhiệm của bản thân, vứt áo thường dân khoác lên mình
trang áo lính, mắt nhìn thẳng, thân hình hiên ngang mà vác trên vai khẩu súng nặng nề. Tình yêu non sông, tình yêu tổ quốc đã ngấm sâu vào máu, nên người trai làm gì còn dám suy nghĩ đến chuyện trao mối lương duyên tình khi đất nước còn lâm ly. Giây phút ra đi, lần đầu tiên tụ mặt cùng đồng bạn, với đôi ý tưởng lớn trùng nhau, đã gắn kết hai tâm hồn dần trở nên đồng điệu, cùng hướng về phía trước, cùng trao qua duyên tình non nước bao la, để sớm ngày nhìn thấy đất nước thanh bình. Chỉ có khi đó lòng trao mới bắt đầu rộng mở mà chan hòa yêu thương. Trên khắp ngõ cùng đất nước, chân vẫn đang bước điều những bước hành quân, nhưng tâm tình cứ nghĩ về người cố nhân xưa. Chân quay về dù gặp long đong, tìm nhau dù biển đời mênh mông. Mong muốn gặp lại nhau dù có trải qua biết bao giông bão, lang thang, chỉ để níu giữ lại một người bạn tâm giao, một người mà ta không ngại để bộc bạch hết mọi suy nghĩ. Nhớ làm sao những giây phút ban đầu vừa gặp nhau, những cảm xúc thân quen như lâu ngày dồn nén, để khi thấy người thì bộc lộ hết ra. Có lẽ đến tận bây giờ những cảm xúc ấy vẫn còn in sâu mãi trong lòng người lính ấy. Lòng ngóng trong hướng về người bạn lúc nào cũng đong đầy, không thể viết ra thành câu từ, không thể diễn tả bằng lời nói, xin ôm vào trong giếng tim ta. Người lính muốn lưu giữ lại những giây phút đầu tiên ấy, giây phút làm người ta nhớ mãi chuyện chẳng quên, giây phút dù có gặp lại bao lần cũng không thể nào giống được. Nó không chỉ là kỷ niệm mà còn là cảm xúc, những rung cảm khi tìm được một người tri kỷ tâm đầu ý hợp, thoải mái đến vô tư. Vì chỉ cần một cái nháy mắt, một cái mỉm cười cũng có thể hiểu được đối phương cần gì và muốn gì. Bài hát Phút Đầu Tiên, nếu chỉ nghe sơ qua, sẽ làm người ta nhầm lẫn với một câu chuyện tình yêu sâu đậm của một đôi tình lữ. Nhưng có lẽ với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ông đã rất trân trọng những người tri kỷ này. Ông xem đó là mối quan hệ thiêng liêng, không gì thay thế được, nên mới có thể viết ra một cách tình cảm và tràn đầy rung động như thế. Đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng hình ảnh về một người nhạc sĩ tài hoa Hoàng Thi Thơ vẫn có thể in sâu mãi trong tâm trí của những người mến mộ âm nhạc của ông. Hình ảnh của ông vẫn hiện diện trong những nhạc khúc bất tử, in dấu mãi theo thời gian. Thank you.
gạt lên. Đôi ta chừng mà gặp nhau đây, tuy ban đầu mà tình e sâu. Gặp nhau sau mùa chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu luyến. Vui giữa trời đất nước thân yêu, anh mời em điêu thuốc, tôi kể chuyện đắng cay. Đôi ta trừ mà gặp nhau đây, say tâm tình cầm chặt đôi tay. Ngồi trong sao trời long lanh, trời thanh trắng vàng ông anh. Hai đứa nhìn đôi nét cao say. Anh ơi, phút đầu tiên ấy nay đâu. Anh ơi, khi tình sông núi ăn sâu, lòng trai thế lệ trao nhau. Tình non nước bao la, lòng trái chan hòa yêu thương. Trên nẻo đường đất nước, ta từng giờ ước mong. Chân quay về dù gặp lòng đong, tin nhau dù biển đời mênh mông. Lòng tuôn đong đầy trang giấy, vì nhớ phút đầu tiên ấy. Đôi đứa mình khi mới quen nhau, thank you.
còn buồn nào hơn ơn nước ta chưa đền chưa vẹn lời thề. Thank you.